ty trách nhiệm hữu hạn Cát Production hân hạnh giới thiệu chương trình đặc biệt diễn ra một đêm duy nhất lúc 20 giờ ngày thứ bảy 20 tháng 7 tại sân khấu ca nhạc Lan Anh. Lê Xu Hoài Linh, Phù Thổ và Tám Nàng Tiên với sự có mặt của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, Minh Nhí, Chí Tài, Thanh Hằng, Minh Dự, Dương Lâm, Dương Thanh Vàng, Xuân Tiến, Bảo Bảo, ca sĩ Cẩm Ly, Bảo Anh, Đức Phúc, Hoài Lâm, Khởi Mi, Thanh Duy, Đại Nhân, Kevin Huy Khánh, Hữu Bình, Đỗ Minh Quân, Huỳnh Võ Hoài Sang. Đỗ Minh Quân nè. Huỳnh Võ Hoài Sang. Cái nữa nè. Huỳnh Võ Hoài Sang, kịch bản mới lạ, cùng gian âm thanh ánh sáng hiện đại, dưới sự dàn dựng và sản xuất bởi nghệ sĩ Cát Phượng. Vé hiện có bán tại phòng vé sân khấu ca nhạc Lan Anh từ 9 giờ đến 19 giờ mỗi ngày. Có bán mỗi ngày đẹp ha. Từ 9 giờ đến 19 giờ mỗi ngày. Có bán vé qua hotline 0325979994 và 0779922641. Cậu sang ngay khác. 641 đấy, 641 đấy. Mua vé sớm để được chỗ ngồi tốt, hân hạnh phục vụ.